Mày chết khỏi chạy nghe con. Khỏi chạy nghe con. Tại chỗ mấy cánh xiên nhớt hôi lắm anh em. Rớt. Chà. Nó rất may sao lắm. Kìa nè. Ngay đầu anh em. Chết. Một em cọc cọc. Cái gì? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Thấy còn gán bài kìa nè. Còn gán bài lên được tới đó kìa. Rõ ràng là ngay cái đầu nữa. Mà nó còn vai thấy ghê thiệt chứ.
hai giờ chảy một con mới dạng con vợ. Mình không thể tin được nó còn bay được, chạy luôn á trời. Mày chết khỏi chạy nghe con. Khỏi chạy nghe con. Đây mượn cái xuồng lại bơi lại lụm. Ủa cái xuồng này xuồng của mình hay xuồng của ai chị? Chị em bữa bên lụm cồng cọc nghe chị. Dạ. Đây nè, thôi thầy, thank you.
chết rồi. Rồi sao bộ? Rồi được. Anh em ơi, nó đây, viên đầu bắn trúng lũng cổ nè, thế vậy mà nó còn bay ghê thiệt chứ. Chiếc thứ hai kết liễu luôn, ngay đầu rồi. Wow, cục cọc khá là to nha anh em. Nó hạ từ bên nhà từ xa xa bên kia mà bay qua tới bên đây. Đuối cả người. Ufo inox nha anh em.